Hello, xin chào các bạn. Đây là cảnh tượng trời mưa nha. Ở đây hiện tại chỗ mình đứng là không có mưa nha. Các bạn thấy nhìn từ xa nè, chỗ đây nè, đang mưa rất là lớn. Bạn thấy cái cột không? Cái cột mưa không? Để mình chuyển qua đây cho bạn thêm. Đây cái cột mưa nè. Đây mình cho các bạn xem nha. Đây cái cột mưa ha, cột mưa ở đây. Đây cũng là cột mưa nè. Cảnh tượng này chắc chắn là sẽ có ít người thấy. Khi bạn ở trên cao thì bạn sẽ thấy. Rồi, đây mình sẽ giải thích cái hiện tượng mưa này là như thế nào nha. Thì mưa là một hiện tượng ngưng tụ của nước. Khi mà trời nắng lên thì cái hơi nước từ dưới đất bốc lên. Những nơi có ao, hồ, sông, ngòi thì hơi nóng thì hơi nước sẽ hấp thụ, sẽ bốc hơi lên trên bần tầng khí quyển. Thì đến một nơi nào đó, một cảnh giới nào đó như chỗ này, đây như cái chỗ đen đen như thế này, thì nó sẽ ngưng tụ lại, ngưng tụ hơi nước lại, sẽ không có lên cao hơn nữa, nó chỉ nằm ở chỗ này thôi. Và cứ ngày qua ngày, cả nhiều hơi nước được hấp thụ cho đến khi nó tạo thành một cái chỗ đen này nè. Đen này là nước nha, nó là một cái nước giống như là đơn giản dễ hiểu là giống như bạn bỏ nước vô cái bịch đó, nó sẽ thành một cái bịch, thì nước càng nhiều thì càng đặc đen luôn. Rồi khi hiện tượng mưa xảy ra có nghĩa là nó sẽ không còn hấp thụ được nữa, mà nó đã quá tải rồi đó, bắt đầu tức nước vỡ bờ đó, nó sẽ ào xuống ngược lại, có nghĩa là nó ào xuống ngược lại thì sẽ tạo ra hiện tượng trời mưa như thế này. Những nơi nào mà hấp thụ hơi nước nhiều nó sẽ có mây dày đặc như thế này. Rồi sau khi mà nó ào xuống hết một cái như là bể cái bịch nước vậy đó, nó sẽ không còn mây đen như thế này nữa, mà nó tiếp tục nắng, bắt đầu nó sẽ trở lại hấp thu nước lên và nó sẽ tiếp tục ngưng tụ và tiếp tục đổ mưa. Chứ như vậy mà lặp đi lặp lại vậy, như vậy thì mưa nó sẽ có theo mùa ra. Nhưng mà hiện tại thì trời mưa thì bất thường lắm, thời tiết có thể thay đổi nhiều lắm. Nó không có dự báo thời tiết thì bạn không có bao giờ mà chính xác được. Như một phần là chính xác, một phần đó là mưa. Rồi ok, xin chào, hẹn gặp lại các bạn nha.